Chào mừng các bạn. Đây chúng ta sẽ với cặp đấu đợt 2. Vừa rồi chúng ta đang diễn ra tại một giải bóng đá rất cao chuyên nghiệp, Cúp C2. Đó là giải bóng đá quốc gia trong một cơ sở Nguyễn Du 2021. Đến với cặp đấu này, chúng ta sẽ đến với một trong những gì mà đối đầu giữa một chủ đề game show của công ty truyền thông Bi phối hợp cùng với kênh VTV9 ở phía miền Nam. Đó là giữa chủ nhà Gương Mặt Vàng gặp Gia Đình Hoàng Mỹ. Rất nhanh rồi, không bao giờ thành quả đáng trân trọng được. Gương Mặt Vàng trở về sân nhà nha các bạn, vì được đi Gia Đình Hoàng Mỹ trở về sân nhà và được đi trở về sân nhà của Gia Đình Hoàng Mỹ. Để giờ được về thì Gia Đình Hoàng Mỹ sẽ lập hết trên sân của Gương Mặt Vàng. Ở được đi với tỷ số hòa thôi, rất tuyệt vời, 5 đều. Lượt về để xem coi đội sẽ giành chiến thắng, là chắc chắn rằng sẽ gặp vào vòng trong. Một quả đầu tiên và chắc chắn thuộc về bàn thắng cho Gia Đình Hoàng Mỹ của người dẫn chương trình Minh Xù trước Lê Dương Bảo Lâm, 1-0. Bộ pha ba bi bàn rất nhanh diễn ra vào 17 giờ đúng rồi. Chúng ta xem coi, đây là cặp đấu diễn ra đang chưa kết thúc. Và trận đấu này đã đi qua được 65 phút thi đấu rồi và tỷ số là 8-4 thuộc về đội Thử Thách Lân Khôn. Một bàn thắng của Thử Thách Lân Khôn nữa thì chắc chắn rằng sẽ vào vòng trong và sẽ gặp đấu trường 100, vì đấu trường 100 có chiến thắng rồi. Vì có chiến thắng sau khi 15 phút thi đấu đã chơi qua được rất là nhanh. Rồi chiến thắng là 2-1. Và chiến thắng với tổng tỷ số không bao giờ phải nói rất cao, 9-6. Xin chúc mừng Thái Tuấn và Luân Trung Bàn đã chia tay chương trình. Một chương trình rất nổi tiếng và cực kỳ hài hước, không bao giờ cho nên với khán giả cũng như khách của VTV3 đang tương gặp. Đấu trường 100 đang chờ đợi đối thủ rồi. Đang chờ đợi đối thủ là một trong hai công ty truyền thông giải trí Điền Quân rất cao. Chúng ta xem coi. Rồi, chúng ta đã biết rồi, tỷ số là 4-8 rồi. Ê, bên nào thắng rồi? Đây đúng không? Đây hả? Ê, sao không? Đá luôn lưu đi. Kéo mấy đứa đó. Rồi, như vậy là thắng với tỷ số 4-8 rồi. Như vậy là hai trận đấu này đã hòa 12 đều. Rất cao. Hôm nay hai chương trình cũng giải trí Điền Quân đã gặp nhau và bằng nhau rồi. Còn trận đấu này đã chuẩn bị kết thúc. Hôm nay ghi có thời lượng phát sóng là 3 phút 30 rồi, bằng gần như 3 phút rưỡi rồi. Hôm nay có vẻ là rất phù hợp để có thể giành chiến thắng. Tiếp theo là chuẩn bị cho cặp đấu tiếp theo sẽ được phát sóng rồi. Chờ đợi. Bây giờ chúng ta sẽ coi cặp đấu này. Chỉ còn lại là 4 phút nữa là kết thúc. Và tỷ số đã là 1-0 thuộc về gia đình Hoàng Mỹ của chúng ta, của người dẫn chương trình Minh Xu. Và chiến thắng với tỷ số 2-0 vừa rồi thì chắc chắn rằng Gia Đình Hoàng Mỹ sẽ vào vòng 2. Chắc này không cho phép đá luân lưu rồi, vì do vì tổng tỷ số hòa là sau 2 lượt là 12 đều thôi, cũng không bao giờ từng phải nói được. Mà chúng ta đang xem cặp đấu này vì chưa xong, gần như đã kết thúc rồi. Rồi chúng ta xem coi thành viên nha. Hôm nay có thành viên cũng khá là xa lạ rồi, trong đó có Văn Hữu Hoàng Linh, Trần Quốc Toản cũng lần đầu tiên tham gia, còn có mặt sớm rồi. Đây là những khán giả cũng đang ở trong đây để chuẩn bị cho một trận đấu rất quan trọng đây. Và Gia Đình Hoàng Mỹ còn ghi một bàn nữa là coi như vào vòng 2. Chiến thắng tung buộc 2-0. Hòa rồi, 1 đều. Chiến thắng có vẻ là thuyết phục quá. Tỷ số là 1 đều. Có vẻ là bỏ cuộc rồi. Lại là chim chứ.
Ừ đúng rồi, ok. Rồi giờ xíu hỏi dưới kia. Ê, ê, giờ xíu. Thằng muốn bàn đúng không? Ê, thằng màu xanh, thằng cái bị bốn bàn đúng không? Rồi bên, thôi bên nào bên này này đó hai lần mà. Rồi đợi xíu. Rồi. Vậy là tổng điểm số là qua rồi, 12 điểm. Không cao được luôn. Rồi hay là hỏi rồi. Để xem bên nào thắng đây. Đây, đó, thằng này, để gặp đâu nè. Đó. Chúng ta sẽ hỏi coi bên nào thắng đây. Ê, bên nào thắng rồi? Hả? 20-11. Bên nào thắng rồi? Bên đây đúng không? Rồi, như vậy là được bạn thắng sân khách. Như vậy có nghĩa rằng là gia đình của Mỹ đã vào vòng 2. Vâng, penalty đã xác định rằng đó là 3-1. Đương nhiên là hai lần của đội Dương mặt bàn đã bị trượt. Còn một lần của gia đình Mỹ thì không. Như vậy có nghĩa rằng đội giành đi tiếp của chúng ta rất quen thuộc. Ờ đúng rồi. Ê bê ơi, còn dư 10.000 này. Đội giành đi tiếp là gia đình Mỹ nha. Dư kệ đi. Rồi. Gia đình Mỹ giành vé vào vòng 2. Và chia tay với Dương Lâm ngay tại đây. Quá quen thuộc. Đã nào phải cho đá hiệp phụ còn được để mà xác định bàn thắng nữa. Bây giờ thời điểm gì cho chiến thắng 1-0. Rồi. Thôi hết rồi các bạn ơi. Rồi chắc chắn chiến thắng 1-0 nha các bạn chứ không phải là hòa. Vì tiếng chuông đã ban đầu đã báo hiệu hơi nhiều rồi. Rồi đây là gương mặt bàn không để ghi bàn phút cuối được. Như vậy con nghĩ rằng đại gia đình Đồng Thái giành vé vào vòng 2. Đó. Chúng ta đã xác định một đội rồi. Như vậy gia đình Hoàng Mỹ gặp đấu chương 100. Hai cạnh VTV9 đều đồng đều, quá đồng đều. À không phải, gia đình Mỹ đang chờ đợi đối thủ rồi. Chứ đến chừng 100 thì khả năng thì chúng ta sẽ gặp gia đình Đồng Thái rồi, chắc chắn luôn. Thì đây là 109 thuật thì đúng không? Từ 4 giờ đêm bên này đúng không? Rồi, như vậy là bạn này đã nói rằng là sau hai đợt cũng đã rất vất vả rồi. Như vậy chúng ta đã phải dành chiến thắng đòn cho gia đình Đồng Thái thì được bàn thắng trên sân khách. Vâng, bên vì nhà trong con đã phản đối cực kỳ nhiều sau hai lượt, so với gia đình Đồng Thái thì ít hơn. Vậy con nghĩ rằng là đội đi tiếp của chúng ta là gia đình Đồng Thái và sẽ gặp đấu chương 100. Còn đối thủ của gia đình Hồng Mỹ của chúng ta sẽ được biết và với chiến thắng tối thiểu là 1-0, một trận chiến tối thiểu duy nhất cho gia đình Hồng Mỹ đã làm được. Vì không thể tỷ số 2 rồi nên là thí trường đã báo dừng rồi. Xin chân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.